Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình này hôm nay nha cả nhà ơi. Bởi vì nó kia bắp vậy. Hôm nay thì ngày nghỉ của hai mẹ con em. Em thì dạo này nó ở nhà mùa hè cho nên nó hở cứ ngày nghỉ là hai mẹ con dắt nhau đi chơi. Hay đi ăn không? Không hả? Ê, bạn Nhu bị trượt đường hay sao? Phải thử, mới cô vậy thử phải thấy. Bây giờ lo lên quay làm này làm kia cái tự nhiên giờ xây xong mặt mày ăn miếng bánh mì cho nó giống như nó có miếng đường rồi xong cho nó kéo lên chút hả nó chóng mặt á. Bây giờ ngày hôm nay sẽ chả gì đi chơi xong một lát hai mẹ con đi chợ mua đồ ăn cũng cá tuần rồi. Thịt cá thì còn nhiều nhưng mà rau hết rồi ngon. Giờ đi mua rau chứ mua trái cây ăn nếu mà ngầm mua gì nữa mua hải sản ăn chẳng hạn mua tôm coi bữa nay hải sản có gì ngon mua hải sản ăn nhưng mà trước tiên chả đi chơi kìa cháu đi chơi xong nó vui vẻ rồi lát chạy đi đâu cũng được. Chạy mình đi đâu vậy? Em mua quay cho bác đúng không ha? Ha? Cây giò. Qua cây giò nữa rồi cho mấy mượn ly nước uống này cái nước á. Chứ không hồi nãy em ngủ đi cây giò không chịu đi cây giò bây giờ đòi đi cây giò. Chở qua chơi khoảng tiếng rưỡi hai tiếng gì đó hai tiếng. Đó hai tiếng là được. Trời ơi, chua. Ở ly nước của anh này chua quá kìa. Chua quá. Mẹ con để nhiều khi lo đi á, không có lo ăn á, một hồi đói. Con muốn cái gì? Uống milk chocolate. Ok. Welcome to Starbucks. My name is Jenny. What's yours? I want a mocha cappuccino. Early coffee. Ah, wow. Cái gì đó? Cái đó là cái gì? Cái miệng kìa. Cái miệng kìa. Oh, cái miệng là tém, tém luôn. Ngon không con? Đúng rồi, cái đó đó. Ok, cappuccino đó. À, tao dở cái ly quay chocolate của con lên coi. Ly dở lên này. Đỏ quá trời luôn. Ly của Ly bự ơi là bự luôn cô chú ơi. Uống cái ly đó là tha hồ tung tăng chạy nhảy. Ở đó nó nhiều đường lắm luôn á. Nhìn ngon cô chú. Liệt mẹ nè cảnh liếm anh liếm ghê quá ghê quá không biết không mấy ngày á đi làm cái đầu em có tiệm vậy đó em làm thật sự là cũng ổn chứ so với chi phí thì mình chi phí cũng hơi bị nhiều với phần do là mấy ngày em có bầu có bì á em đi khám bầu nhiều nghỉ làm cũng nhiều rồi không có vừa đi khám vừa nghỉ không đi làm mà vừa lại tốn tiền xài nữa rồi hôm qua mới mua hết một mớ đồ trên mạng không có thời gian để đi thì mua hết mớ đồ hết bốn trăm mấy nào là cái ghế cái nôi á mọi người cái nôi trên xe á thì nay mai gì hay gì sẽ ngồi cái nôi cái ghế này rồi em sẽ mua cái ghế nhỏ cho nhỏ con gái của em nó ngồi trên cái ghế đó xong bắt đầu cái mỗi lần mình đi á thì mình để lên xếp beo còn khi mà mình xuống thì mình sẽ lấy xuống xong rồi mình tháo ra cái mình có cái bánh xe á mình có bánh xe cái mình đẩy á bả đi thì 4 trong 1 thì cái loại đó nó cũng khá là mắc đó thì em cái đó em cần thiết em phải mua rồi những cái đồ lặt vặt mua giống như là cái bình hâm sữa tại vì em định là em sẽ rút cái sữa mẹ ra thời gian đầu chắc khoảng tầm 4 tháng hay bao nhiêu gì đó rút đến khi nào mà hết sữa thì mình sẽ
ngưng, mình không rút nữa thì mình cho uống sữa ngoài. Nhưng mà nếu như mà cho uống sữa mẹ được càng nhiều thì càng tốt. Đó, thì em suy nghĩ như vậy, cho nên em có mua hai cái, mua cái máy hút sữa mặc lại hai bên á, chứ không phải là một bên. Hồi trước ở Việt Nam thì em có cái đồ cầm tay mà mình tự làm, mình tự dắt thôi. Thì hôm nay mình mua, em mua cái máy, em mua cái máy đó, nó cũng mười mấy đồng á mọi người. Mua hình như hôm qua em chọn 17 đồng hay sao vậy? Ừ. Ok, Zalo Stop. Là 17 đồng á, em mua cái máy đó về em hút, để mỗi lần em đi làm á thì em hút em để dành vô cái tủ lạnh đó, rồi chiều đem về cất vô freezer. Đó. Thì mình thứ nhất á là mình cũng sẽ tiết kiệm được một mớ tiền sữa. Thứ hai á là con em nó sẽ có dinh dưỡng sữa mẹ rất là tốt nữa, cho nên em cũng muốn mà con uống sữa mẹ chứ không phải là uống hoàn toàn sữa ngoài đó. Rồi đến khi nào mà sữa mẹ nó hết rồi thì em sẽ xe cua uống thêm sữa dặm thêm. Rồi đó, mua cái bình hút sữa, rồi xong rồi mua thêm cái máy hâm sữa nữa. Tại vì khi cái máy hâm ở lúc ở Việt Nam thì mình hay là để miếng nước nóng vô, xong cái mình quậy đến khi nào cái bình sữa nó ấm thì mình cho em bé uống. Nhưng mà bên đây có khi mình gấp quá mình không có thời gian, hoặc là có khi mình ngồi trên xe như thế này mình đâu thể nào mình chạy mình kiếm cái bình sữa kiếm bình nước nóng để mình làm được vậy. Thì em có mua một bình hâm nhỏ vậy nè. Thì em mua bình hâm đó để mà mỗi lần có đi đâu á thì mình bật cái nút lên thôi, mình ghim điện hoặc là mình sạc pin xong rồi mình bật cái nút lên là mình hâm đó, cũng mấy cả trăm đồng nữa. Hai cái máy hút với cái bình sữa đó, cái bình hâm sữa đó cũng 60 đồng luôn mọi người, mắc lắm. 60 đồng bình hâm sữa đó, là hôm qua mua sơ sơ không là 400 mấy rồi đó, 400 mấy phần của bé nhỏ rồi đó. Mà ý là quần áo là ở bên Việt Nam ngoại mua ngoại gửi qua nữa nè, mấy cái đồ sơ sinh đó nha mà ngoại mua ngoại gửi qua nữa đó. Rồi hôm bữa mua cái gói đúng không, mua cái gói rồi với mền. Thì nghe mọi người nói là vô bệnh viện thì họ có mấy cái khăn quấn hết trơn rồi, mình không cần phải mua khăn quấn. Thì em chỉ lấy giấy tờ theo thôi, rồi xong rồi khi mà em đợi là khi sanh xong cái đi, rồi lúc mình đi về đi rồi mình biết thiếu cái gì mình sẽ đi mua cái đó, chứ bây giờ không dám mua sợ dư đó. Vậy mà không tốn hết 400 mọi người, quá trời tiền. Bởi vì đẻ một đứa con mà nghèo 3 năm nha các bạn, cái này là nó không phải nó chơi mà nó là thiệt nha. Đẻ một đứa con mà nghèo 3 năm. Bởi vì nhiều khi ông bà cha mẹ mình nói làm hả, làm nghèo sanh con nhiều quá nghèo là đúng. Tại vì mình cứ lo cho nó, tập trung lo cho nó, nào là tiền viện phí đi đẻ, rồi hả tiền tả, tiền sữa, rồi tiền đi bác sĩ nữa, tại vì lúc nhỏ vậy là sẽ đi bác sĩ rất là nhiều. Trời ơi, bữa nay bắt đầu ngồi rảnh mới không kể công, không phải kể công mà kể khổ cho mọi người nghe. Bây giờ làm không có dư luôn ông ơi, ý là chưa có đẻ bà ra nữa đó, mà còn không có dư nữa, mà muốn đẻ bà ra chắc đổ nóng nợ luôn quá trời. Ôi ơi, thiệt luôn á, mà thôi kệ đi. Mình nói bởi vì cái tài sản lớn nhất của một người, một gia đình đó là những đứa con, đúng không mọi người? Ví dụ như giàu cũng sống vậy mà nghèo cũng sống được chứ cũng đâu có chết thằng nào đâu, đúng không? Giàu thì sống dương dã, còn nghèo thì sống chật vật chút thôi, nhưng mà miễn sao có chồng có vợ có con có cái trong nhà nó nhúng nha nhúng nháo vậy mà nó vui đó. Cuộc sống vậy nhiêu đó là đã viên mãn rồi, chứ đòi hỏi quá làm gì. Có nhiều người á cố gắng làm tiền nhiều cho cố lên, rồi có tiền cũng chẳng mua được đứa con, đúng không? Mà bởi vì các bạn thấy là thụ tinh nhân tạo đó, đúng đâu phải là có tiền mà thụ tinh được đâu, có nhiều người thụ tinh cũng đâu được đâu. Rồi thụ tinh vô bản thân mình không được mà mình phải mượn một người khác mang thai hộ nữa, rất là phiền luôn. Mà các bạn mà để một người khác mang thai hộ thì các bạn không có cảm giác được cái cảm giác lúc mà mình mang bầu mình mệt như thế nào, rồi con mình nó quấy ra sao, rồi mình tò mò là không biết con mình trong bụng nó đang làm cái trò gì mà nó nhôi qua đây nhôi bên kia. Thì cái cảm giác đó nó rất là thiêng liêng thực sự luôn. Nếu như mà để một người khác mang thai hộ thì mình sẽ không có cảm giác đó. Tuy là đứa con mang cái dòng máu và cái gen của mình thiệt, nhưng mà mình mất đi cái một cái giai đoạn rất là thiêng liêng. Đến nơi rồi,
Rồi đi vô, đóng cửa lại. Ủa vớ đâu, quên nữa, lấy vớ. Đây là trung tâm chơi mà hôm bữa nhà bạn mình nó chỉ với mình đó. Thì vô đây có nhiều trò chơi lắm, cho em bé, cho con nít nó chơi trong đây để nó giải trí nữa. Hả? Đi chơi, vô chơi. Đây đeo vô. Coi nào. Rồi con đeo vô coi. Nhớ bên đây có đồ chơi, bắt đầu chạy ngược qua đây. Hả? Con muốn chơi nào? Phải có cái thẻ này nè, mới vô chơi được. Đâu? Cái nào đâu? Bạn đang chơi cái đó rồi. Tại bây chơi xong đi rồi mình chơi nha. Rồi mình chơi cái khác đi. Em qua kiếm cái khác đi. Đây, trong khu vực này á, nó có rất nhiều trò chơi. Rồi có chỗ dành cho người lớn ngồi đợi nữa. Ở này là em bé nó đói thì có thể lại mua nước hoặc là mua đồ ăn ăn đó. Henry lên cho nó nhúng rồi đó, áo màu xanh đó, em chọn áo màu xanh thiệt là nổi để dễ kiếm. Trong đây nó nếu như mà có sinh nhật thì có thể làm kho đi trong đây được, mang nhà hơi nè mọi người. Hình như em nhớ bữa trước em có quay cho mọi người xem rồi. Nhưng mà hôm nay quay thêm, tổng quát cho mọi người thêm ha. Với phần hôm nay mở nhạc lớn quá. Nhúng. Trời ơi, nắm lại cho bắn luôn. Được chưa? Đó. Và bắn súng. Rồi, here we go. 1 2 3. Bắn vô mà cái hai cái bình rượu, đúng rồi. Đó. Rồi bắn vô. Bình rượu, bình rượu. Bắn vô bình rượu. Này rồi, quậy bên khu vực này nè. Đủ một hồi chán, dán một hồi. Thấy năng nổ ghê không cô chú? Quá trời, không vô cũng chơi nè, không vô cũng chơi với con, không muốn chơi luôn nè. Đó. Con sẽ vô Lotte Market nha. Chạy này chạy của đại hàng. Không biết bán ngon hay không. Đợt đó mình có vô rồi mà mình quên nè. Giờ vô lại xem sao. Con có gì mua không? Ngủ rồi hả? Đi. Đi vô. Leo lên hả? Trời ơi, già quá còn leo lên xe nữa hả? Rồi, đi vô trong đi rồi mẹ ẩm lên. Đẩy xích vô trong. Xích vô. Kìa bánh kìa, có ăn bánh không? Ăn cái nào? Cái đó là gì? Không thích cái này. Không thích cái này, tới. Đi xích tới. Đó, bánh nó quá trời bánh, lựa đi. Kẹo nè, anh đi. Nè, anh đi. Này chắc kẹo nổ cái gì nè. Này lát mua cho anh ăn thử. Hả? Đó. Em thích màu blue kẹo. Màu blue kẹo hả? Rồi xích tới, để cái xe xích tới, mẹ lấy. Đợi, kéo ra, đúng rồi. Nè, màu blue kẹo nè. Cái gì nữa? Cái này là gì đây, kẹo nữa hả? Đây là kẹo. Vô cái chợ này coi nó có gì lạ mua cho này. Con này đây nè, cái này gì đây? Này kẹo dẻo. Bỏ cái này đi, cái này được mà. Cái kẹo dẻo hả? Lát kẹo dẻo hả? Dạ. Ok. Cái này không? Cái này nó đi. Cái này cũng là kẹo nữa nè. Rồi lát bịch này nó đi. Rồi ok, let's go. Hai cái luôn. Wow. Pink dragon. Pink dragon hả? Rồi con này con gì? Con này con gì? Con biết cái này. Con này con gì? What happened? Baby.
con baby vậy? Ở nhà mình có rồi mà. À, con này là 16 đồng lận đó. Bự quá trời bự luôn. À, ý con nè, con đang nó sao nè? Phải không? Rồi, treo lên nha, lấy không? Con muốn không? Muốn rồi, lấy đây. Ok, let's go. Mắt như quỷ. Con này dớ nữa nè. Dớ nè, dớ Pokemon nè. Đó, rồi, let's go, đi xuống con, đi xuống dưới đây. À, chợ này họ bán cái gì đây? Mì 17 đồng thùng, 19 đồng thùng, 5 đồng. Này 5 đồng tính ra cũng ok á. Mì gói, mì mama 7 đồng thùng. Kim chi, rau trộn. Quay nè, quay kim chi. Chợ này thì nhìn sạch sẽ hơn Red Wall ha. Red Wall dơ quá. Nhìn dơ. Này kim chi hẹ hay gì nè. Hình như kim chi hẹ hay sao. Này kim chi hành lá. Ghé qua cái quầy này mua mới trái cây xong rồi chạy lên tiệm rồi. Tại vì tiệm khách dồn vô rồi giờ nó lỡ vô. Em mà giờ phải chạy lên. Chạy lên tiệm rồi mua mới trái cây lên ăn. Thôi đu đủ nè. Đủ nữa nó ngon nè. 49 em mì, em mẹ thử miếng nữa. Dạ. Ừ, dễ thương quá. Đặc dư cô chú coi coi. Ừ. Thôi mai nào cô chú ô đọc cho nhà. Trong đây nó đủ kiểu chứ. Tròn. Vuông. Ừ. Ừ. Có hình con này cũng kia. Làm hình thù con này cũng kia. Có lỗ tai nữa. Dễ thương. Dạ, hai hình con mèo. Xí xì. Ừ, nhắm đi. Nhắm miếng. Ít. Nói sao? Ăn mà. Giỏi. Còn cái này nữa nè. Vậy mẹ ăn thử của Henry, Henry ăn thử của mẹ đi. Ăn của đâu? Tiếng kia. Dạ bao cấp. Con phải có qua có lại giống con nè. Nhìn giống như bánh bò. Cảm ơn. Con này nó dẻo dẻo. Trong nó là đậu. Đậu nào, đậu xanh. Hôm nay không có tính lên tiệm chơi, không có mua đồ ăn, không có đem đồ ăn. Được thấy vậy thôi, mua miếng mì. Mì xào của đại hàng lát đến đút lên vậy. Lát lên tiệm mới đút mì cho ăn nghe không? Ừ. Mì xào lên tiệm. Và bánh, bánh này là bự. Mua bánh không à? Đúng rồi, nãy giờ lu bu quá, giờ thằng gì mới ăn được đâu cô chú. Con ăn gì đó nói cô chú nghe đi. Mì. Con ăn mì Hàn Quốc. Ừ đúng rồi. Đó giờ ngồi ăn mì Hàn Quốc không cô chú. Đó, bữa trước vô trong barbecue của đại hàng á, ảnh thích ăn cái này anh ăn liền lịa luôn. Xới lên con, xới mì lên. Múc mì lên. Đúng rồi, nhiều nhiều vô. Đó đúng rồi. Để đổ cơm xích ra. Đi theo mẹ tội nghiệp không. Quá. Tiger đúng rồi. Ăn xong đi rồi về hai mẹ con mình đi chợ. Đây mua một thùng sầu riêng chia ra ăn. À, 1 2 3 4 4 trái. Cái thùng được 5 trái. Rồi hai trái kia thì nó đều hấp dẫn quá. Ăn cho lên đường chơi. Ăn đi. Ăn cho lên đường chơi. Đó, đang lên đường mà ăn kiểu này là thứ dữ luôn. Quá xấu quá xa trời, thơm má rồi, thơm. Mỹ nó nghe mùi này sợ. Ngon, ngọt lắm luôn á. Má cái nĩa. Hết nĩa không con? Mình tìm ở tiệm nó có nĩa không? Có nĩa.